Chúng ta tiếp tục đến với các video ôn thi học kỳ 2 sắp tới các bạn nhé. Trong chương trình tiếng Anh lớp 6 sách giáo khoa mới này, thầy sẽ tập trung cho các bạn lớp 6 và nội dung trong sách giáo khoa thì thầy cũng quay được một vài unit rồi. Thì có lẽ năm học này thì thầy không quay kịp ở chương trình học kỳ 2 của các bạn, nhưng mà cái nội dung ôn thi của các bạn thì mình cũng tiếp cận, mình cập nhật để mình quay cho các bạn. Rồi năm học sau, năm học lớp 7 thì chắc chắn là nội dung học sách giáo khoa của các bạn thì mình sẽ cập nhật hết cho các bạn nha. Rồi, trong video này thầy sẽ giúp các bạn làm cái bài bài đọc hiểu này. Đó, dạng đọc hiểu cũng là dạng điền vô cái chỗ trống, giống như cái dạng đọc hiểu của cái video trước thầy giúp cho các bạn học đó. Thì bài đọc hiểu này cũng ngắn thôi các bạn, có 5 cái vị trí trống thôi, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức về từ vựng rất là tốt các bạn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ điền vô từng vị trí một, rồi sau đó thầy dịch ra, rồi sau đó thầy giải thích cho sự lựa chọn nha. Ví dụ như cái vị trí số 1 đây nè. Đó, thì các bạn chọn câu A cho thầy. Đây nè, outdoor nè. Đó, tí nữa thầy giải thích lựa chọn đó cho các bạn nha. Câu 2 á, các bạn chọn B cho thầy, swimming. Đây, câu 2 nè. Đó, go swimming nè. Tí thầy dịch rồi thầy giải thích. Câu 3 á, thì các bạn chọn A. Câu 4 á, các bạn chọn A. Và cuối cùng, câu 5, các bạn chọn C cho thầy. Đây, rồi bây giờ thầy dịch rồi thầy giải thích nha. Nhiều trẻ em, nhiều đứa trẻ thích cái gì? Thích những cái hoạt động gì? Những cái hoạt động ngoài trời. Thế thì tại sao câu 1 á, thầy chọn hoạt động ngoài trời các bạn? Outdoor activities là những hoạt động ngoài trời, mà không chọn là trong nhà, indoor. Đó, bởi vì cái câu tiếp theo này các bạn, cái câu tiếp theo là nó giải thích, nó chứng minh cho cái câu 1 luôn nè. Họ chơi, họ là những đứa trẻ đó, chơi bóng đá, đúng không nào? Vậy thì bóng đá là môn thể thao ngoài trời, cho nên thầy mới giải thích cái sự lựa chọn của thầy là ngoài trời là như vậy, outdoor nha. Rồi, họ chơi bóng đá, đi trượt băng á, trượt băng trượt tuyết á, rồi đi đâu nữa các bạn? Đi swimming, đi bơi, đúng không? Đi bơi cũng là hoạt động ngoài trời. Go swimming, đi bơi ở những cái vùng miền quê với tuyết. Đó, tuyết. Như là gì các bạn? Ở những quốc gia chứ, xin lỗi các bạn. Đi bơi ở những quốc gia, ở những quốc gia với tuyết như là gì? Như Sweden. Sweden đây là nước Thụy Điển. Nước Thụy Điển đó các bạn nha. Và trẻ em á, thì đi đến những vùng miền núi với cha mẹ của chúng để đi trượt tuyết. Chúng có thể làm một cái gì? Một cái snowman. Snowman này là cái gì các bạn biết không? Snowman này là cái người tuyết đó các bạn. Chúng có thể làm một cái người tuyết. Rồi, trong cái sân chơi ở phía trước nhà của chúng, đó là một người tuyết trong sân chơi trước nhà của chúng. Khi thời tiết sao trở nên xấu, thời tiết không phù hợp nữa đó, thì chúng có thể ở trong nhà và xem những cái gì thú vị các bạn, những chương trình programmers, là những cái chương trình thú vị ở trên tivi đó. Như vậy là mặc dù cái bài đọc này nó rất là ngắn, nhưng mà sao các bạn, mình có sự lựa chọn nó phải phù hợp, nó phải đúng ngữ nghĩa các bạn nha, chứ không phải là mình chọn một cách ngẫu nhiên hay là vô không có đúng ngữ nghĩa thì nó sẽ rất là khó các bạn nha. Rồi, đó là cái phần thứ nhất liên quan phần để đọc hiểu. Và bây giờ trong video này thầy cũng tiếp tục giúp các bạn là viết lại. Đó, viết lại cái gì? Viết lại câu. Đây, người ta cho mình một câu mẫu, rồi người ta đề nghị mình viết lại câu. Đây là dạng bài tương đối khó đó. Đây các bạn nha. Our sources of energy will soon end if we don't try to save them. Là gì? Những cái nguồn năng lượng của chúng ta sẽ sớm hết là kết thúc á, nếu chúng ta không cố gắng để tiết kiệm chúng. Rồi, vậy thì bây giờ người ta đề nghị mình dùng từ unless. Unless này là gì các bạn biết không?
Unless là trừ khi đó. Trừ khi cái gì? Rồi bây giờ thầy viết giúp các bạn viết luôn nha. Trừ khi chúng ta tiết kiệm này, chúng ta cố gắng tiết kiệm này. We try to, đây, try to save. Save cái gì? Our sources of energy. Đây, our sources of energy. Our sources of energy. Đúng không? Để thầy viết xong là thầy dịch cho các bạn luôn. They gì? Will soon end. Soon end. Đó. Đây. Cả cái câu nó là như thế này. Cái câu viết lại thế này các bạn nhìn này. Trừ khi chúng ta cố gắng tiết kiệm những cái nguồn năng lượng của chúng ta, còn không á thì chúng sẽ nhanh chóng kết thúc. Đó. Như vậy là có nghĩa là dùng cái từ unless này á thì có nghĩa là gì? Nguồn năng lượng của chúng ta sẽ sớm kết thúc nếu chúng ta không có biết tiết kiệm, đúng không? Vậy như vậy là trừ khi chúng ta tiết kiệm, còn không là chúng sẽ bị kết thúc sớm. Đó, sẽ hết á. Cái cách dùng unless này á ở chương trình lớp 6 lớp sách giáo khoa mới thì các bạn có thể nói là so với các bạn thì nó là một trong những cái gì đó là hơi khó đó. Cho nên các bạn cố gắng nha. Thôi chịu khó, thầy ôn luyện này các bạn sẽ hy vọng là các bạn đến lớp các bạn thi các bạn sẽ gặp những dạng thế này. Các bạn dễ. Ok. Barbara plays chess better than Mike. Là có nghĩa là gì? Cái bạn Barbara này á, bạn chơi cờ thì tốt hơn bạn Mike, đúng không? Thì bây giờ bạn Mike không chơi cờ tốt bằng bạn Barbara, đúng không? Barbara. Đấy, Mike doesn't play gì? Play chess as well, less as well as Barbara. Đó. Câu này là từ cái chỗ so sánh hơn này, better than, thì chúng ta chuyển thành so sánh bằng. Bạn Mike không chơi cờ tốt bằng bạn Barbara. Đó, từ so sánh hơn mà chúng ta biến thành so sánh bằng các bạn nhé. Nhớ. Rồi, như vậy là cái video này á, thầy đã giúp các bạn vừa làm được cái nội dung đọc hiểu và vừa tập viết được hai câu, viết được hai câu tiếng Anh. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục các nội dung ôn tập tiếp theo. Rất là hay các bạn nha. Ok, chào các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để đón nhận các video hay.